giới thiệu cho các bác một em đu chui bi nhé. Em này mang thẻ tay là 3210, đu đục lỗ tay này các bác. Đu chui bi là con nào người ta cũng đục lỗ tay. Đấy. Rất là nhanh nhẹn, khỏe mạnh luôn. Cao dài các bác nhé, chân tay to, khỏe. Hai quả cà vĩ đại. Con đu CB là con đu được mọi người rất là ưa chuộng các bác nhé. Tại vì khi ra con là tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và con phát triển rất là đẹp. Tuy con đu CB này nó không có mông, nó chỉ như này thôi, nó không có mông to nở bằng những cái con khác, bằng các dòng khác. Nhưng mà bù lại là khi nào ra con này tốc độ sinh trưởng rất là ok. Nên đu CB về 10 con mà mọi người chưa kịp lên sóng con nào, mọi người đã đạt hết 9 con rồi. Còn duy nhất một con này để xin để lại không bán, để lên kênh YouTube để cho có tương tác. Bác nào nhanh tay để chốt con này nhá. Đây, đu CB các bác này, cao dài này, mông vai này, mình dày các bác nhá. Đu CB thì khỏi nói rồi, ai đã làm được thì để biết qua về cái dòng đu của CB, không chê vào đâu được. Rất là đẹp luôn. Đu CB sau này ra con tăng trưởng rất là nhanh các bạn. Nó vẫn là một dòng đu nổi tiếng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Con này mình dày các bác nhá, chân tay to nhá. Rất là đẹp luôn các bạn. Hai quả cà này, quá sực luôn. Ngoài ra thì nhà vẫn còn đực thật rất là nhiều các bác nhá. Tha hồ cho các bác lựa chọn. Ơi.